Hey, chào các bạn. Cái video này mình nói những điều lưu ý mà khi ta lắp ráp cái bộ tưới 5 lít này. Thì thứ nhất, điều quan trọng nhất là những cái này mình thấy là gắn không chặt, nó sẽ bị xì nước. Chúng ta sẽ gắn chặt từ đây, đây, tất cả đều phải siết lại hết nha. Vì khi nhà sản xuất họ không có siết, nên thành ra chúng ta về phải siết lại hết. Ở đây nó có những cái ron nhựa, chúng ta phải siết chặt ha. Siết chặt cái này luôn, tóm lại là rồi ngay đây nữa siết chặt, còn không lấy chúng ta muốn mà xài lâu á, chúng ta lấy cây kìm bọc cái gì nhựa đây, cái gì vải đây, chúng ta siết một cái thật là chặt ha, là nó không xì nước. Còn mấy cái này thì đút vô để siết ốc thôi, thì nó đơn giản rồi, không có khó. Cái này cũng là siết ốc không sao, nhưng mà chỉ cần nhớ thôi là như vậy. Còn ví dụ như cái đầu này chúng ta tháo ra đây, tháo ra ha. Ở đây nó có một cái ron nhựa. Ở đây thì trong hãng nó sẽ cho ta một cái ron nhựa màu xanh, thì chúng ta phải gắn nó vào ha, gắn nó vào để nó không có xì nước. Rồi ở đây chúng ta gắn nó vào thôi, nó có cái ron nhựa là nó không có xì các bạn ha. Không xài ron cũng được nhưng mà phải dặn kỹ ha, chúng ta chỉ cần cố gắng siết chặt. Chúng ta bình này không có nước, nó nhẹ quá, nó bị chuối, cái quay bằng sắt rồi ha. Rồi chúng ta chú ý thêm một điều nữa là mấy nút bấm này đừng làm hư, thì chỗ này là cái kính vì nơi này chống nước tưới, nó nhiều khi nó nhiễm nước vô. Đây này là chỗ mà sạc pin, chúng ta đã phải đậy kỹ chặt để nên từ cái nước vào thôi, thì chúng ta sẽ xài hoài bấm nút và tưới thôi. Đó. Rồi, ha. Chú ý như điều đó thôi là chúng ta có thể xài bình 5 lít này rất là tốt ha.